Vào ngày 10 tháng 12, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 10, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện xe ô tô tải 29H67XX vi phạm tốc độ tại khu vực đường Seco, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Qua quá trình kiểm tra, thấy lái xe có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra thùng hàng phía sau. Qua kiểm tra, bên trong thùng xe tải có 79 thùng hàng đông lạnh sườn bò nhãn mác từ Canada nhưng đã hết hạn sử dụng. Lái xe H không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc của số hàng trên và cho biết chủ hàng là anh B đi cùng xe. Vâng, em lấy ở kho lạnh anh ạ. Kho lạnh là lấy ở kho ở đâu? Ở kho lạnh ở dưới Ngọc Hồi ạ. Vâng. Thế cái hàng hóa này thì là anh có biết là nó đã hết hạn sử dụng không? Thật ra em cũng không nắm rõ và em cũng sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra được thì em mới biết. Dạ, giá khoảng 15.000 một cân ạ. Nó khoảng tầm khoảng 20 cân này ạ, tùy thùng ạ. Dạ, trước mắt thì thật ra là cũng do ham lợi nhuận nên là em mới khi mà phát hiện ra như thế này thì em mới biết là do ham lợi nhuận nên là em mới lấy. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 10 đã bàn giao cho đội quản lý thị trường số 26 Hà Nội để tiếp tục xử lý theo pháp luật.